Trong không khí rộn ràng của cả nước, kỷ niệm 78 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ngày 2 tháng 9 năm 1945, ngày 2 tháng 9 năm 2023, sáng nay ngày 31 tháng 8, đoàn đại biểu tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau do đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, dẫn đầu đã đến dâng hương dâng hoa viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu tưởng niệm người, phường 1, thành phố Cà Mau. Viếng các anh hùng liệt sĩ tại đền thờ 10 anh hùng khởi nghĩa Hòn Khoai, nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Cà Mau. Cùng đi có Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quỳnh Quốc Việt, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Phạm Thành Ngại, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau Trần Văn Hiện, cùng đại diện sở, ban ngành, tổ chức chính trị xã hội, lực lượng vũ trang và đông đảo người dân. Trong không khí trang nghiêm tại khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đại biểu đã thành kính dâng tràng hoa, thắp hương bày tỏ sự biết ơn vô hạn đối với vị lãnh tụ kính yêu và nguyện tiếp tục đoàn kết, dựng bước trên con đường mà Bác Hồ và Đảng đã lựa chọn. Trước tượng đài Tổ quốc ghi công tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh, đền thờ 10 anh hùng khởi nghĩa Hòn Khoai, các đại biểu đã dành phút tưởng niệm, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc với các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước. Cách đây 78 năm, ngày 2 tháng 9 năm 1945, trên lễ đài lớn tại quảng trường Ba Đình lịch sử, trước cuộc meeting của đông đảo nhân dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt chính phủ lâm thời đã trang trọng đọc bản tuyên ngôn độc lập, tuyên bố với quốc dân đồng bào cả nước và toàn thể nhân loại trên thế giới, bắt đầu từ nay, nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã ra đời. Ngày Quốc Khánh 2 tháng 9 năm 1945 đã mở ra một kỷ nguyên mới. Lần đầu tiên, người dân Việt Nam có quyền ngẩng cao đầu, tự hào mình đã trở thành công dân của một nước tự do và độc lập. 78 năm qua là cả một quá trình phấn đấu hy sinh đầy gian khổ và cả xương máu của dân tộc, vừa kháng chiến vừa kiến quốc để bảo vệ và xây dựng nên Tổ quốc Việt Nam hôm nay. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Cà Mau nguyện chung sức, chung lòng phấn đấu xây dựng quê hương Cà Mau ngày càng phát triển, vươn lên để xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ ông cha.